Nhà nghỉ ở Rinpoche, nhiệt độ đang là, mình nghĩ là maybe around 0 độ C. Hôm nay nhà mình còn kết băng luôn. Và khung cảnh chờ thật là, thật sự là stunning. Oh my god. Cửa sổ của nhà mình hôm qua đã bị đóng băng luôn. Bọn mình tiếp tục trồng 4 cái chăn. Có một chút khó thở như khi lên cao, nhưng cơ bản bây giờ mọi thứ vẫn ổn. Hôm nay bọn mình định dậy ngắm bình minh, mà mỗi tội là ngủ quên 6 rưỡi. Mà trời mọc mất rồi. Ôi, mồm miệng của mình bây giờ đã bị nẻ rồi. Mình không dám nhìn bản thân nữa. So I need to take a picture over there. Mở ra với ra rồi, không biết là do thứ mà do hay do ảnh hưởng của độ cao. Tối nay bọn mình ngủ ở 4 vùng. Tiện thể kia là cái chỗ của Nepal. Có cái mặt kìa, trong ngộ chưa? I'm sorry. Chị Trang có vẻ là không ổn lắm. Chắc tối nay phải uống thêm một liều. Vừa nãy bọn mình gặp ông Tây. Khi bọn mình bảo là head to Everest Base Camp, ông ấy nói là bọn mình crazy. Hy vọng là bọn mình có thể crazy cho ông ấy xem. Yeah. Pamboche? Oh, so we will back to Pamboche. Yeah. Mình sẽ back ở đây sau khi mình lên đỉnh cái đỉnh gì mình ngắm bình minh nhà lại quên rồi. Kalapatra. Oh, mẹ rồi. Pamboche. Bức tường đã đặc trưng của người dân à? Himalaya. Helicopter bay dọc trời. Nhưng mà mình có hỏi thì không chỉ dùng để rescue mà còn dùng để chở hàng và làm rất nhiều việc nữa. Ở khu vực này họ sẽ rất là nhiều đá thành những hình dạng như là những vệ thờ binh mini ấy. Wow, rất nhiều. Mình vừa nghe anh trai của mình nói là trên hành trình setting này, nếu như mà có 2 con đường phía trước này, đường này và đường này, thì sẽ luôn luôn đi đường bên trái để cầu cho may mắn. May mà đi hết bạn này. Nami. Ôi gió quá. Lúc
đi thì khá là ấm vì vận động, nhưng mà lúc dừng lại thì rất là lạnh vì là nhiều gió. Trên kia có Đại Bàng đang bay kìa. Khu vực này nhiều nhất là Đại Bàng và Quạng. Từ đây thì nhìn ra được dòng sông. Sông đang mùa cạn nước. Tuyết, có lẽ là nước này là tuyết chảy xuống. Đẹp nhưng mà khác biệt. Hai bạn đồng hành của mình kia. Đang quay đó. Hey, có người anh em chó vừa bên tham gia cùng với đoàn là mình đi. Mày gọi đấy thì mày. Phu cố gắng gọi đủ các mọi loại tên cho nó. Kiki, Himalaya, gió, Poppy. Và đi đang đi và đang dừng với tốc độ mong muốn, không quan tâm đến một mình. Bữa trưa ở Lumini. Trời ơi, Lumini 4040m. Mình vừa đứng trong gió lạnh 15 phút để xử lý cái bình nước của nợ của mình. Dưới cái lạnh 0 độ, tất cả đều đông cứng, nó cũng đông cứng luôn. Thế là nước của mình bị gió hết ra. Ôi mình phát điên mất. Trông mặt mình bây giờ như phường Tấu Hải á. Mọi người ai cũng kiểu thảnh thơi. Đoàn Trung Quốc đi cùng đường bọn mình giờ đã đi hết rồi. Chị Trang thì đang nghỉ. Bọn mình vẫn đang ngồi đây. Hai người đang chờ cơm. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ maybe đang là đâu đó khoảng 0 độ. Vừa nãy bọn mình ăn chưa ở không vui. Nước lại có đóng băng luôn rồi cơ. Ôi trời ơi. Chỉ có em chó đáng yêu là vẫn đồng hành cùng bọn mình thôi. Có các lần khác phải đi trước hết rồi. Mình đã lạnh như điên. Còn thứ có thể chết tốt như thế lạnh. Thật sự là tất cả những cái lạnh mình đã trải nghiệm không có nào có thể so sánh được cái này. Trời ơi, vừa lạnh, vừa gió, vừa sương. Xung quanh trắng xóa, chả những gì cả. Đúng là cháu mình núi với khác. Khỏe thế không biết được nữa. Bữa trưa của ba thanh niên nhà nghèo tại Đình Bông Chê ở nhiệt độ 0 độ. Một người vẫn đang trong trạng thái mất tích. Xin giới thiệu với quý bạn và các vị, kia chính là cái heater huyền thoại, thứ đã giúp bọn mình survive trong cái tình trạng này. Ôi, kinh dị quá. Đây là đoàn Trung Quốc đi cùng bọn mình. Tiện thể, đây là Mr. Guy của bọn mình, chắc các bạn cũng biết rồi. Ôi sợ quá, nhiệt độ bây giờ đang 0 độ. Nước của Phu đã bị đóng băng, phải mang đây để sưởi cho nó ấm lại. Bọn mình nằm ngủ mà thậm chí không thể ngủ được. Tại vì quá lạnh. Món này của Phu trông có vẻ rất là ấm. Tên đó là món macaroni with tuna. Bên này là fried potatoes. Ba món này đều có giá khoảng 110-120 nghìn. Ừ.